các bạn. Đến giờ chúng ta lại live stream. Và hôm nay mình chia sẻ các bạn chủ đề là 10 bí quyết để giúp cho chúng ta là một người khởi nghiệp. Nếu chúng ta muốn khởi nghiệp thành công, những người mà họ khởi nghiệp thành công thì họ luôn sở hữu 10 cái bí quyết này. Và tối hôm nay mình chia sẻ bạn rất là cụ thể chi tiết về 10 cái bí quyết này. Và đây là chương trình mới bắt đầu. Và bây giờ chúng ta hãy online cùng nhau xem cái chương trình này. Và các bạn giới thiệu cái live stream này đến nhà các bạn, và chúng ta cùng nhau giới thiệu làm quen với nhau. Mình thấy các bạn lên live stream mà các bạn không giới thiệu làm quen nhau, thì cứ cái kiểu mà không giới thiệu cái tương tác với nhau. Khi mà xem á live stream thì các bạn thứ nhất là tương tác giới thiệu về mình, cái thứ hai nữa là các bạn giới thiệu mình làm lĩnh vực gì, thứ ba nữa là khi mà mình chia sẻ những cái gì hay thì các bạn comment xuống luôn, chứ các bạn nghe xong cái tai này nó chuyển sang tai này cái nó quên mất. Bạn đâu có sẵn tập đâu, nếu mà bạn nào có sẵn tập thì ghi thì tốt, còn nếu mà không có thì các bạn note xuống luôn. Và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1 để làm gì, để mình biết các bạn là lần đầu tiên các bạn biết mình, để sau cái live stream này mình tương tác với bạn kỹ hơn. Còn bạn nào đã biết mình thì thôi. Các bạn chỉ cần giới thiệu về lĩnh vực của các bạn kinh doanh thôi, để mọi người cùng kết nối với nhau. Chương trình của chúng ta mới có bắt đầu thôi, nên là các bạn hãy tham gia vào. Và một điều tuyệt vời nữa là các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, để gì để cho mọi người cùng biết nhau. Chào bạn Tô Sơn. Để mọi người, thứ nhất là mọi người cùng biết nhau. Cái thứ hai nữa là các bạn như thế nào, các bạn nhớ lâu lâu các bạn xem lại các bạn nhớ. Cái thứ ba nữa là cái gì ạ? Cái thứ ba nữa là những cái người bạn bè của bạn, người thân của bạn mà họ xem được và họ có cái gì đó học hỏi được, họ phát triển được, thì cái điều đó rất là tuyệt vời. Và chúng ta lan tỏa ra, chúng ta cũng như chúng ta gieo hạt, chúng ta chia sẻ ra. Chào bạn Trường, chào bạn Quỳnh Anh. Vâng. Và bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề luôn, là chúng ta có 10 bí quyết để bất kỳ người khởi nghiệp thành công nào họ cũng có 10 cái bí quyết này. Thì thực sự là tại sao mình chia sẻ 10 cái bí quyết này? Thực sự là gần đây 2 năm, 3 năm đổ lại đây thì rất là nhiều người mong muốn ra khởi nghiệp. Trước kia thì những người ra khởi nghiệp là những người họ thật sự là đam mê. Họ yêu quý cái hành trình làm kinh doanh nên họ khởi nghiệp. Còn gần đây á thì cái phong trào học làm giàu đồ nhiều á, nên là mọi người cứ nghĩ rằng là ra khởi nghiệp để làm giàu. Và họ khởi nghiệp một cách rất là nhanh chóng, một cách rất là nóng vội, nghĩ rằng ra là sẽ giàu nhanh, nghĩ rằng ra là sẽ lớn nhanh, nghĩ rằng ra là sẽ trở thành đại bàng, nghĩ rằng là ra là sẽ trở thành công ty bự. Tuy nhiên những người nào mà thực sự họ chọn cái con đường làm kinh doanh thì những người họ yêu quý cái công việc kinh doanh thật sự. Họ yêu quý nó, chứ không phải là vì đi theo phong trào hoặc là vì thấy bạn mình khởi nghiệp nên mình cũng mất trước mình ra mình khởi nghiệp. Nó không phải nó như vậy, mà đó là phải là cái từ đam mê thật sự, từ cái yêu quý cái con đường làm kinh doanh thật sự thì chúng ta ra làm kinh doanh. Chứ không có phải là bị ai đó xúi dục, bị ông nào đó nói rằng là nó hay lắm, ra khởi nghiệp nó hơn cái lĩnh vực kia, thì chúng ta ra khởi nghiệp theo cái cách đó thì rồi trước sau gì chúng ta cũng bỏ cuộc thôi. Và hôm nay mình gửi đến các bạn 10 cái điều rất là tuyệt vời. Cái điều đầu tiên để chúng ta ra khởi nghiệp đó là chúng ta phải xác định cho được một cái mục tiêu. Cái mục tiêu là một cái mà tất cả chúng ta đều phải có. Chúng ta đều phải có, tất cả những người mà làm kinh doanh đều phải có cho mình một mục tiêu rất là rõ ràng. Nếu mà các bạn không có mục tiêu á, thì các bạn như thế nào? Các bạn sẽ bị mất phương hướng, các bạn sẽ bị ai đó xúi dục, các bạn sẽ bị ai đó nói những cái lời quyến rũ là bạn tự nhiên bạn bỏ và bạn đi theo cái đó. Đó là những người không có mục tiêu, tại vì mình làm việc theo mục tiêu của cuộc đời mình mà. Và một trong những cái nguyên tắc là cái người mà không có mục tiêu và mục tiêu không rõ ràng thì họ sẽ bị người khác dẫn dòng theo mục tiêu của họ. Ví dụ như đây những bạn
ra khởi nghiệp, ra khởi nghiệp, đến với mình học biết cách ra khởi nghiệp và khát khao ra khởi nghiệp, và tức là nghĩ cái công việc làm công để ra khởi nghiệp. Tuy nhiên mới bắt đầu khởi nghiệp, nó khó khăn, nó chưa ra ngô ra coi hết, cái nghe ai đó họ rủ đi làm đa cấp nhanh giàu, cái thế là họ đi làm đa cấp, tức là họ bị cái người bên kia dẫn dắt họ đi theo mục tiêu của một cái người khác. Bạn anh chị, tức là những cái người mà họ không có mục tiêu hoặc mục tiêu không rõ ràng là họ hay bị dẫn dắt. Một trong những cái quan trọng nhất của người ra khởi nghiệp là chúng ta phải có mục tiêu cho chúng ta rất là rõ ràng. Và mình có một cái câu chuyện rất là thú vị, các bạn có muốn mình chia sẻ cái câu chuyện này không ạ? Một cái câu chuyện là hàng năm mình có dẫn đoàn đi Singapore, và trong cái chuyến đi Singapore thì có một buổi mình dẫn các bạn đi tham quan gọi là một cái trung tâm khoa học công nghệ của Singapore, được ví là cái trung tâm khoa học công nghệ lớn nhất Đông Nam Á này. Thì vào trong cái trung tâm công nghệ nó có rất là nhiều thứ để chúng ta học hỏi khám phá. Tuy nhiên nó có một cái chỗ rất là hay, đó là so sánh giữa con người với con vượn, so sánh giữa con người với con vượn. Thì một cái so sánh rất là thú vị, con vượn nó cũng biết yêu thương, con người cũng biết yêu thương. Con vượn nó biết cái gì nó biết làm marketing tiếp thị. Con người cũng biết làm marketing tiếp thị, con vượn nó cũng vậy, nó cũng biết đi làm quen người, làm người kia để nó tạo ra một cái cộng đồng của nó. Nó cũng muốn cái đội nhóm của nó bự, nó to hơn. Con vượn nó cũng biết lo lắng kiếm tiền, tức là nó cũng phải lo tìm kiếm thức ăn đồ này kia để nó lo cho cái đội nhóm của nó, cho cái gia đình của nó. Ok, nó biết làm những cái việc đó, rất là thú vị. Tuy nhiên một cái điều, tức là trong cái khoa học người ta so sánh, cái đó là khoa học người ta nói, mình không có tự nói nha các bạn, cái đó là khoa học người ta nói. Và một điều rất là thú vị là có một điều mà con vượn nó không thể làm được như con người. Con người của chúng ta khác con vượn ở một cái chỗ lạ gì ạ? Là con người chúng ta biết cách đặt ra mục tiêu và lên kế hoạch để đạt được mục tiêu đó, còn con vượn thì nó không có làm được cái việc đó. Con vượn nó làm theo bản năng, nó làm bởi vì nó có cái bản năng đó, nó có cái thói quen đó. Nó có cái thói quen là nó phải biết yêu thương, nó phải yêu đồng loại của nó có bản năng là nó phải đi kiếm ăn. Và các bạn có nhận ra điều này không ạ? Nói lại, nói đi thì chúng ta nói lại ra một cái vấn đề nó rất là thú vị. Nếu chúng ta là con người mà chúng ta không có một mục tiêu cho mình rõ ràng, nếu chúng ta không có mục tiêu cho mình rõ ràng, nếu các bạn không có mục tiêu 2 năm nữa của bạn là gì, 3 năm nữa của bạn là gì, 5 năm nữa của bạn là gì, thì cuối cùng các bạn như thế nào Cứ sáng ngày các bạn thức dậy và các bạn làm theo một cái phản xạ tự nhiên thôi. Cái đó, cái phản xạ tự nhiên đó người ta gọi là cái thói quen. Cái thói quen, cứ sáng đúng 7 giờ thì thức dậy, và 7 rưỡi là rời ra khỏi nhà, 8 giờ đi tới cái công ty kia làm. Và như vậy là thói quen, cứ 5 giờ rồi về, buổi tối thì đi nghỉ hoặc đi uống cà phê gì đó rồi ngủ. Rồi sáng ngày hôm nay dậy, rồi ngày này qua tháng nọ cũng vậy. Thì những cái con người như vậy á, và họ có cái mục tiêu mà mục tiêu họ không rõ ràng, và họ không làm việc theo mục tiêu, thì các bạn thấy 3 năm sau bạn gặp lại cái con người nó như vậy, họ cũng vẫn như vậy. Công ty đó nó tăng lương, công ty đó nó không tăng lương thì họ cũng chấp nhận, họ nhận cái mức lương đó. Họ không có mục tiêu cho mình rõ ràng. Tuy nhiên một người làm kinh doanh là bạn cần phải có cho mình mục tiêu rất là rõ ràng. Muốn ra khởi nghiệp thì bạn cần phải có mục tiêu cho mình rõ ràng. Mục tiêu ngày hôm nay của bạn là gì? Mục tiêu của tuần này của bạn là gì? Mục tiêu của tháng này của bạn là gì? Và mục tiêu của năm 2018, năm 2019, năm 2020, mục tiêu của 3 năm nữa đó là cái gì? Người có mục tiêu, người có mục tiêu thì họ mọi cái hạch họ làm việc theo cái mục tiêu đó. Họ đi uống cà phê, họ cũng thực hiện cái mục tiêu đó. Họ đọc quyển sách cũng theo mục tiêu đó. Họ đi học cái khóa học gì cũng phục vụ mục tiêu. Đi học là để phục vụ mục tiêu. Chứ không phải là đi học bởi vì ai đó nói cái khó đó hay đi học. Đi học về mà mình không phục vụ mục tiêu thì nó có hay rồi, mình học về mình quăng đó, mình để đó chứ làm cái gì đâu. Cảm ơn bạn Phạm Hằng. Các bạn đã chia sẻ cái livestream này của mình về nhà bạn chưa? Mục tiêu không có thực tế kinh nghiệm thì đặt sao anh? Vậy thì bạn cần phải đi học cái cách đặt ra mục tiêu bạn Hà Việt. Tại sao giờ phải đi hỏi những cái nó như vậy nha? Bạn phải học cái cách. Nếu mà bạn chưa biết cách thì bạn hãy học cái cách, mua sách về đọc. Đi tìm những người họ đã biết cách đặt mục tiêu và họ làm đặt mục tiêu rồi thì hỏi họ. Cái gì cũng không biết hết thì làm sao mà làm được.
Cái gì không biết và phải lên kế hoạch để học liền. Các bạn nhìn ra, một người làm kinh doanh mà không có mục tiêu thì bạn làm kinh doanh cái gì? Và một người mà không có mục tiêu thì họ sẽ không đạt được những cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của họ được. Cái đó là điều chắc chắn. Vậy là cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ bạn. Muốn làm kinh doanh và muốn khởi nghiệp thành công thì bạn cần phải có cho mình mục tiêu. Mục tiêu rất là rõ ràng. Và để làm được cái mục tiêu đó, thường thường có một số bạn tham gia các chương trình của mình và các bạn đó phải mất hết cả một buổi sáng ngồi với mình để mình code cho bạn ra rõ ràng cái mục tiêu đó. Có đầy những người không biết cách làm mục tiêu, không biết rõ ràng. Có những bạn để xác định được mục tiêu mất hết cả ngày hoặc là vài ngày họ mới làm ra được cái mục tiêu đó. Còn không là chúng ta nói như thế nào chúng ta cứ ngày này qua tháng nọ thôi. Vậy cái điều chia sẻ mình ra đầu tiên là các bạn phải biết cách đặt cái mục tiêu. Phải biết cách tạo ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Còn không bạn sẽ bị dẫn dòng và bạn sẽ thuộc cái mục tiêu của người khác. Sau khi có mục tiêu rõ ràng rồi thì cái bước thứ hai là chúng ta làm gì ạ? Cái bước thứ hai chúng ta làm gì bạn? Chúng ta cần phải lên một cái bản kế hoạch rất là chi tiết để chúng ta thực hiện mục tiêu đó. Khi chúng ta có mục tiêu rồi thì nó có rất là nhiều cách để chúng ta đạt được mục tiêu đó. Các bạn nào ý ra điều này, chúng ta có rất là nhiều cách, cách A, cách B, cách C. Tuy nhiên chúng ta cần phải lập ra một cái bản kế hoạch. Vậy phương án 1 để chúng ta đạt mục tiêu đó là cách chúng ta làm như thế nào? Phương án 2 là gì? Phương án 3 là gì? Các bạn thấy chưa? Để có khách hàng thì chúng ta có rất là nhiều cách. Mục tiêu là một. Tuy nhiên có rất là nhiều cách và nhiều con đường để chúng ta đạt được mục tiêu đó. Chúng ta cần phải làm ra một cái bản kế hoạch hành động. Để làm gì? Và cái bản kế hoạch đó chúng ta cần gì? Chúng ta cần biện luận. Biện luận với những người xung quanh mình, biện luận với những người có kinh nghiệm, biện luận để cho tốt hơn, chứ không phải là biện luận là để là người ta gì người ta cãi lại mình. Có nhiều người các bạn lập ra bản kế hoạch và tới gặp mình cái mình biện luận lại thì các bạn cứ tưởng rằng là mình làm khó dễ bạn. Cái tư duy, cái suy nghĩ nó rất là mắc cười. Cái suy nghĩ không có chịu học hỏi, cái suy nghĩ nó rất là đóng. Mình biện luận với các bạn, mình vặn tới vặn lui cho các bạn để các bạn ngộ ra, để các bạn thấy rằng mình cứ cần làm theo cái đó hay nó còn cái cách nào khác nữa hay không. Chứ không phải là khi mà người ta biện luận với mình thì cứ tưởng rằng là người ta đang chặn đường mình, người ta không ủng hộ mình. Nó không có nghĩa là như vậy. Nó không có nghĩa là như vậy. Bạn Hà Việt, nếu mà bạn có cái kiến thức như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Nên là mình thấy cái câu hỏi của bạn là hình như là bạn muốn thách thức kiến thức của người khác. Bạn biết business model là cái dân rất là giỏi. Còn nếu mà bạn biết business model mà bạn vẫn chưa có doanh nghiệp, bạn chưa làm riêng thì rõ ràng là bạn mới là lý thuyết thôi. Các bạn nhớ chưa? Các bạn như thế nào? Các bạn cần có cho mình một cái bản cái danh rất là chi tiết và các bạn tìm một cái người nào đó và các bạn biện luận, không phải một người đâu, hai người, ba người, và biện luận nảy lửa luôn. Và trong quá trình biện luận nảy lửa đó thì chúng ta có cái lợi gì? Chúng ta có rất là nhiều cái lợi. Người ta hỏi sâu vào vấn đề và quá trình mình phải suy nghĩ để mình trả lời rồi mình biện luận lại, thì mình phát hiện ra dự án của mình, cái phương án của mình nó có cái cách gì hay, nó có cái gì chưa hay. Ok chưa? Ok, nó có cái gì hay, cái gì chưa hay. Ok chưa? Thì nó như thế nào ạ? Nó có những cái hay đó thì tự nhiên mình mới phát ra và mình phát hiện ra vậy thì cái dự án mình đã có những cái gì, cái hạn chế. Hoặc là mình không trả lời được, mình không giải quyết được cái vấn đề mà cái người ra đó. Ok chưa? Cái người ra cho bạn những cọ đó thì rõ ràng là mình vẫn chưa hiểu hết về cái dự án của mình. Có nhiều bạn vậy. Khi mà mình yêu cầu về lập kế hoạch á thì như thế nào ạ? Mình yêu cầu về lập kế hoạch á thì lập rất là sơ sài, và phần lớn các bạn lập kế hoạch đã theo cái kiểu rất là tích cực và lạc quan. Các bạn không có suy nghĩ ngược lại. Tất cả những người lập kế hoạch tích cực và hay lạc quan tếu đó, cứ xem như là, và cái đó là kinh nghiệm, cái đó là những người mà hoàn toàn không có kinh nghiệm, họ hay lạc quan tới.
Họ lạc quan tếu cái hành kinh doanh của họ lắm. Và bạn nên nhớ nó như vậy này, cái cách tiếp cận vấn đề là bạn là người chỉ biết cách kinh doanh, chứ không phải là bạn người đã là kinh doanh rồi. Những người mà đã kinh doanh rồi thì họ lập kế hoạch một cách rất là khác. Họ quá có kinh nghiệm rồi, họ đã kinh doanh thành công rồi, họ lập kế hoạch khác. Còn các bạn là người người chưa có kinh doanh như thế, các bạn cần phải lắng nghe rất là nhiều. Và hãy tìm người có kinh nghiệm kinh doanh thành công rồi biện luận, chứ đừng có tìm những cái người mà chưa có kinh nghiệm kinh doanh. Những người chưa có kinh nghiệm kinh doanh, những người chưa kinh doanh đừng có mắc công. Họ biện luận những cái theo cái quan điểm chung chung nó rất là mắc cười. Những người có kinh nghiệm kinh doanh họ đã kinh doanh thành công rồi, họ hỏi chúng ta những câu hỏi rất là sắc sảo. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải trả lời và giải quyết những câu hỏi đó, rồi về nhà chúng ta lại làm lại cái bản kế hoạch kinh doanh để chúng ta mới thấy ra được. Mình ví dụ đi, ví dụ như là cái bản kế hoạch kinh doanh của chúng ta là chúng ta thực hiện theo cái cách A, thì chúng ta mở cái quán cà phê, chúng ta chọn vị trí mặt bằng đó, chúng ta dự định bán cái quán cà phê là một cái ly là bao nhiêu đó, dự kiến là một ngày là có bao nhiêu khách đó. Thì khi các bạn lập ra vài cái chi phí đầu tư chúng ta phải là bao nhiêu đó, thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta bán một ngày 100 ly thì chúng ta về giống chấm. Cái đó là một cái bản cái kinh doanh. Và khi bạn gặp cái người biện luận thì họ sợ rằng là cái cơ sở nào mà bạn nói rằng là một ngày bạn sẽ bán được 100 ly ở chỗ này, bạn có cái chứng minh thực tế không? Thì chính những đó bạn không trả lời được cái câu đó, là bạn phải nốt vô và về nhà làm sao bạn phải làm ra được cái số liệu đó. Và khi mà bạn trả lời được những số liệu đó thì tự nhiên bạn join vào thực tế luôn. Y như là chúng ta chơi game á, hoặc là chúng ta lái xe trên cái mô hình ảo á, nó gần như thực tế vậy đó, để chúng ta nhận diện ra toàn bộ cái bức tranh. Nó là cái thứ hai mà chúng ta cần phải làm được, đó là chúng ta phải ra được cái biểu đồ gì ạ, một cái biểu đồ kinh doanh, một cái bản kế hoạch kinh doanh thực tế mà các bạn phải hình dung ra. Và quá trình bạn làm ra cái bản kế hoạch kinh doanh đó, nó làm cho gì ạ, nó làm cho bạn định hình lại trong cái đầu óc của bạn, trong tư duy của bạn, trong cái suy nghĩ của bạn, nó đi vào thực tế hơn, nó đi vào chi tiết hơn, nó không có chung chung, nó làm cho bạn không có ảo tưởng nữa, nó làm cho bạn cụ thể hóa từng việc ra. Đồng ý là chúng ta chưa bắt tay vào kinh doanh, nhưng cái đầu chúng ta nó phải cần được thao diễn đó. Các bạn biết là tại sao như người Mỹ á, họ hay tập trận các bạn không? Gần đây các bạn cứ nghe nói là tập trận. Ok, cái tập trận nó rất là hay. Cái tập trận đó là y như là chúng ta có một cái trận địa giả định vậy đó, giống như thật vậy đó, và chúng ta tập phản ứng. Chúng ta tập gì à? Chúng ta tập đánh trận để gì à? Để khi vào cái tình huống thật á, là chúng ta phản xạ cực tốt. Hoặc là các bạn thấy là chúng ta hay tập gì à? Tập chữa cháy, đúng không? Phòng cháy, chữa cháy, các bạn hay nghe cái khái niệm đó, phòng cháy, chữa cháy. Và đặc biệt là các cái tòa nhà hoặc là các khu vực đó, nó hay tập chữa cháy, nó bắn chuông như thật á, rồi phải chạy đồ này kia. Thì cái đó nó y chang vậy, nó làm cho chúng ta phải diễn tập trước, để khi mà cái tình huống thật xảy ra là chúng ta phải phản ứng nó như thế nè. Cái bản kế hoạch kinh doanh nó cũng làm cho chúng ta tham gia vào đó, chứ không phải là chúng ta làm cái bản kế hoạch kinh doanh trên giấy. Nói nào là nguồn vốn, nguồn lực, sản phẩm, kể ra nghe rất là hay nhưng mà toàn là lý thuyết. Nó không phải. Cái người mà họ giúp cho mình làm cái bản kế hoạch kinh doanh, họ phản biện mình đó, là họ làm cho mình mọi thứ nó rất là rõ ràng và mình vỡ ra. Và nhiều lúc biện luận đi, biện luận lại cả mấy ngày á, thậm chí cả tuần, hai tuần vậy á, rồi quay lại rồi biện luận tiếp. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Nó làm cho tư duy của bạn càng ngày càng vỡ ra, càng sáng ra. Chứ không có phải là chúng ta lập cái hợp kinh doanh rồi chúng ta cứ lạc quan tếu, gọi là lạc quan tếu. Những cái người ra khởi nghiệp hay bị vướng vào đó, hay bị lạc quan tếu vào những cái việc đó. Ok chưa? Hồi nãy giờ các bạn thấy học được gì? Tại sao các bạn không comment xuống, các bạn không nói ra những cái câu hỏi của các bạn để mình thấy, chứ các bạn cứ mình nói một chiều đâm ra nó không có hay. Và các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Bạn thứ gì Tổng thống quản, bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Bạn Trần Hoàng Dũng, ok, chào bạn Trần Dũng, các bạn đã chia sẻ chưa? Và bạn nào lần đầu tiên biết mình qua livestream này thì các bạn comment xuống số 1 để mình biết các bạn, comment xuống số 1 rồi. Sau khi
xác định mục tiêu lên kế hoạch hành động rồi thì các bạn phải chọn cho mình được một sản phẩm. Các bạn phải chọn cho mình được một sản phẩm. Nếu các bạn không chọn cho mình được một sản phẩm, cái điều đầu tiên của kinh doanh là phải chọn cho mình ra được một cái sản phẩm. Bạn dự kiến là bạn kinh doanh sản phẩm gì? Sản phẩm đó nó có cái điều gì đặc biệt với bạn, với thị trường? Chào bạn Thanh Cao, chào bạn Định Mệnh. Vâng, chút xíu mình tương tác với các bạn. Cái sản phẩm bạn nó có khác biệt gì những sản phẩm cùng loại trên thị trường? Sản phẩm bạn sẽ bán với mức giá bao nhiêu? Tại sao bạn chọn cái mức giá đó? Sản phẩm bạn nó có những cái tính năng, những cái công dụng, những cái giá trị gì? Chào bạn Lưu Trí Phương. Sản phẩm bạn nó có cái gì đặc biệt tuyệt vời? Chậm. Chúng ta phải chọn cho mình được một cái sản phẩm. Cái sản phẩm đó chúng ta đã có trải nghiệm chưa? Hay sản phẩm đó hoàn toàn mới đối với chúng ta? Nếu sản phẩm có trải nghiệm thì chúng ta có những ưu thế gì? Còn sản phẩm mới thì chúng ta cần có những cái ưu thế gì? Các bạn nhận ra chưa? Chúng ta cần phải tương tác để cho nó ra được một cái sản phẩm. Còn các bạn biết chúng ta chọn sai sản phẩm thì sao? Hoặc là chúng ta chọn sản phẩm không phù hợp thì chúng ta đi một thời gian là chúng ta bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì nó đi liền, vì chúng ta mất rất là nhiều thứ các bạn. Mất nhiều thứ lắm. Mất thời gian là thứ nhất này. Thậm chí là mất tài chánh nữa, bởi vì chúng ta đã tìm hiểu, tập trung, có thể là thử nghiệm cái sản phẩm đó rồi. Thậm chí chúng ta đầu tư ra bao bì, nhãn mác để chúng ta bán rồi mà chừng cuối cùng nó không có đạt được. Thì nó dẫn đến chúng ta. Và các bạn nên nhớ rằng là khi chúng ta dừng lại và chúng ta chọn một cái sản phẩm khác tiếp thì gần như là gì gần như chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vì nó không có sự kế thừa. Nó gần như là nó không có kế thừa một cái gì hết. Gần như nó là như vậy. Nên cái bước tiếp theo là chúng ta phải chọn cho mình được một cái sản phẩm rất là phù hợp. Phải điều nghiên cứu, chạy tới, chạy lui, xem xét để chúng ta có cho mình cái sản phẩm phù hợp. Ra kinh doanh mà chúng ta không có khả năng chọn cho mình một sản phẩm đầy, những bạn cứ hỏi rằng là em chọn cái sản phẩm nào. Mình luôn yêu cầu các bạn đó là phải chọn cho mình được một sản phẩm, bắt buộc phải chọn. Bởi vì đó là cái kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng đầu tiên của làm kinh doanh là các bạn phải chọn cho mình được cái sản phẩm. Chọn không được cứ hỏi lòng vòng hoài. Mình biết mình cũng không có chỉ. Bởi vì sao Bởi vì các bạn phải tập ra quyết định. Phải tập chọn cho mình. Giống như chúng ta phải có khả năng chọn vợ cho mình vậy. Nếu mà vợ mình mà còn không biết chọn, cứ nhờ người khác chọn giùm thì nghĩ là sao? Chúng ta là người làm kinh doanh mà. Chúng ta phải chọn cái đứa con của mình để chúng ta tập trung toàn bộ, để chúng ta đi với nó chứ. Vừa nghe thầy giảng vừa lập kế hoạch luôn. Ok, cảm ơn bạn Minh Tuấn, rất là tuyệt vời. Em đã chia sẻ cái live stream này về nhà em cho bạn Minh Tuấn ơi. Các bạn phải chọn sản phẩm. Có những sản phẩm nó phù hợp với giai đoạn khởi nghiệp của các bạn, các bạn đồng ý ra điều này. Nhưng mà có sản phẩm nó không phù hợp. Có những sản phẩm các bạn phải cần đầu tư tiền bạc tài chính lớn quá thì cái sản phẩm đó nó không giúp cho chúng ta bắt đầu được. Bạn Tâm Phan nói lâu lâu cho vui thôi, thêm màu thêm mè cho nó vui thôi bạn Tâm Phan ơi. Bạn hiểu chưa? Màu mè để cho nó vui thôi, nghe nó thú vị hơn thôi. Nó là chúng ta phải chọn cái gì mà để chúng ta chọn cái sản phẩm gì mà chúng ta bắt đầu được đó. Chứ còn chúng ta chọn cái sản phẩm để rồi không bắt đầu được, chọn sản phẩm xong rồi nói là em chưa đủ tiền, em chưa đủ vốn, rồi chọn sản phẩm viện rất là nhiều lý do, bởi vì em thích cái sản phẩm đó mà em làm không được. Chọn cái sản phẩm mà để chúng ta không có điều kiện để chúng ta bắt đầu được thì chọn làm cái gì? Ví dụ như các bạn chọn một cái cô gái, hoặc là các bạn chọn một cái cô gái rồi các bạn muốn cưới mà bạn không đủ điều kiện để bạn cưới cái cô đó, thì chúng ta chọn gì? Chọn cái sản phẩm nào để chúng ta bắt đầu được. Chọn sản phẩm nào để chúng ta bắt đầu được. Cảm ơn bạn Minh Tâm rất là nhiều. Ok em, rất là tuyệt vời. Quyết tâm thôi em. Người làm kinh doanh là phải quyết tâm thôi em. Nó là các bạn cũng có thể là chọn sản phẩm xong rồi các bạn ngồi với người kinh nghiệm và biện luận. Cái người kinh nghiệm họ sẽ giúp cho bạn biện luận. Biện luận rất là quyết liệt về cái sản phẩm đó, rồi bắt đầu bạn mới vỡ ra. Thầy có dạy lớp khởi nghiệp này không thầy? Có em.
Vậy là hình như là bạn Quỳnh Anh lần đầu tiên biết mình hay sao vậy? Có em ơi, nó là chúng ta cần phải mạnh mẽ và quyết liệt ở ngay cái chỗ này. Các bạn cần phải ngồi biện luận với cái người có kinh nghiệm, họ sẽ biện luận với các bạn, và nó làm cho các bạn như thế nào nó làm cho các bạn sẽ thấy ra được đúng rồi, cái sản phẩm này phù hợp và sản phẩm này không phù hợp. Ví dụ mình kể cho bạn một cái câu chuyện này. Có một bạn thì hiện tại là bạn ra làm rất là thành công. Thì cách đây 4 năm trước bạn tới bạn gặp mình và bạn thất bại trong cái lĩnh vực sản phẩm đó. Mình xin phép là mình không có nói ra đây bởi vì lĩnh vực kinh doanh của bạn. Bạn mới thất bại trong lĩnh vực đó. Và bạn muốn đam mê kinh doanh nên là bạn mới long chạy tới chạy lui và bạn mới tìm. Và bạn tìm được một cái chương trình của mình và bạn tới bạn gặp mình. Sau khi tham gia khóa học xong, bạn mới đăng ký sao em inbox cho mình cái số điện thoại là xong em. Các em nhân viên nó sẽ phụ em bạn Quỳnh Anh ơi. Thì khi mà bạn tới bạn gặp mình và bạn chọn cái sản phẩm là sản phẩm nhập từ bên Nhật về. Cái mục tiêu của là bạn chọn cái sản phẩm gặp từ bên Nhật về và bạn giấu nhẹm mình cái lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh trước đó và bạn bị phá sản và bạn hoàn toàn không có nói là bạn bị phá sản đó, bạn giấu nhẹm luôn. Nhưng mà sau khi mình hỏi rất là kỹ cái sản phẩm nhập bên Nhật về thì mình cảm giác là không có phù hợp với bạn này và mình ngồi mình nói ok cảm ơn bạn Quỳnh Anh và mình ngồi mình nói rất là kỹ, mình hỏi rất là kỹ và hỏi lần lần ngồi nói chuyện một hồi thì bắt đầu mọi việc nó bắt đầu ra từ từ. Thì chừng cuối cùng mới phát hiện ra rằng là bạn mới vừa phá sản xong một cái lĩnh vực kinh doanh. Và sau khi trao đổi rất là kỹ lưỡng rõ ràng cái lĩnh vực kinh doanh đó rồi thì chừng cuối cùng mình mới góp ý cho bạn thôi. Và chừng cuối cùng bạn quyết định chọn lại cái sản phẩm kinh doanh là cái lĩnh vực mà bạn mới vừa phá sản xong. Bạn mất cả 1 tỷ, gần 1 tỷ cho cái lĩnh vực đó. Và bạn quyết định gì Bạn quyết định làm kênh doanh. Các bạn nhung chưa? Bạn quyết định làm kênh doanh lại bởi vì bắt đầu bạn mới ngộ ra. Tại vì là hồi kia mình chọn cái sản phẩm đó nhưng mà mình làm chưa thực sự phù hợp. Mình làm chưa có đúng cách. Nên đó nó mới đem cho mình phá sản nhiều. Bởi vì cái cách làm trước kia của bạn là bạn đầu tư vào chi phí rất là nhiều. Tức là bạn tạo ra một cái bộ máy nó rất là lớn. Mình gọi là cái bộ máy chi. Và chính cái bộ máy đó nó như thế nào? Nó hút tiền của bạn. Mà bản chất của người làm kinh doanh thật sự là chúng ta phải tạo ra một bộ máy thu. Chứ không phải chúng ta tạo ra một cái bộ máy chi. Cái người làm kinh doanh có kinh nghiệm là họ tạo ra một cái bộ máy thu. Nhưng mà cái người làm kinh doanh có kinh nghiệm là họ tạo ra một cái bộ máy chi. Chi tiền của họ rất là khủng khiếp mà thu thì không có. Và bạn mới nhận ra điều đó. Và bạn về bạn làm lại. Và rất là tuyệt vời. Bạn làm lại thì bây giờ bắt đầu từ đó cho đến nay. Bạn lớn mạnh rất là nhanh. Bạn lớn mạnh vô cùng nhanh luôn. Bởi vì bạn biết cách để tạo ra một cái bộ máy thu. Chứ không phải tạo ra một bộ máy chi. Cái bí quyết nó nằm ở chỗ đó, các bạn thấy tuyệt vời mà. Nếu mà bạn nào mà thấy ra được cái idea này tuyệt vời thì các bạn comment xuống vào cái này rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn bấm con số 1 vào để mình biết các bạn sau cái livestream này mình tương tác với các bạn. Các bạn thấy chưa? Cái idea, cái suy nghĩ nó rất là quan trọng. Vậy thì cái bước thứ 3 vừa rồi mình nói các bạn, bước thứ 3 là các bạn phải chọn cho mình được một cái sản phẩm phù hợp. Còn nếu các bạn mà chọn không được sản phẩm phù hợp thì chính ngay cái khâu chọn sản phẩm các bạn đã như thế nào các bạn đã bị dừng cuộc chơi rồi. Các bạn loay hay hoài với cái sản phẩm đó, cái sản phẩm nó làm cho bạn như thế nào, nó làm cho bạn sẽ bị dừng cái cuộc chơi ngay cái chỗ đó liền. Bạn loay hay rồi chừng cuối cùng là bạn chờ ngày bạn thất bại thôi. Và bây giờ là cái bạn thứ tư, sau khi cái bước thứ ba xong rồi thì các bạn chuyển sang cái bước thứ tư. Rất là tuyệt vời. Mình thấy các bạn comment thì tự nhiên mình sung hơn. Và mình sung hơn, tự nhiên mình chia sẻ nó hay hơn. Các bạn ngồi, các bạn cứ xem cái livestream rồi các bạn cứ im lặng cái mình không thấy cái câu các bạn comment, cái tự nhiên mình không có sung gì hết. Ok chưa? Và tiếp theo, bạn Tâm Phan, cảm ơn bạn Tâm Phan rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cái bước thứ tư là cái bước gì? Cái bước là phải dấn thân để học hỏi kinh nghiệm thương trường. Ghi vô các bạn ơi. Chào bạn Nguyễn Văn Khảm.
À, chào bạn Nguyễn Xuân Khảm. Ok, chào bạn Nguyễn Xuân Khảm. Lâu quá rồi mới gặp bạn đúng không? Đó. Cái thứ tư, các bạn nốt cái thứ tư vô để các bạn nhớ. Cái bước thứ tư là dấn thân. À, dấn thân để gì à? À, dấn thân để trải nghiệm những cái gì à? Những cái thương trường. Ok chưa? Bạn nào mà không biết tạo ra cái bộ máy thu thì các bạn hãy tham gia cho mình, đi với mình sẽ chỉ cho bạn cái cách tạo ra cái bộ máy thu. Bạn nào mà ra kinh doanh, ra khởi nghiệp mà bỏ ra rất là nhiều tiền mới khởi nghiệp được thì mình nói với các bạn là bạn chưa có cái cách tối ưu rồi. Kinh doanh không cần nhiều tiền, kinh doanh phải bỏ ra rất là nhiều tiền là mình nói là cái cách của bạn nó có cái gì đó nó không phù hợp rồi. Bởi vì cái cách đó là cái cách của những người họ đã có kinh nghiệm và họ có tiền rất là nhiều. Chúng ta dấn thân để chúng ta học hỏi những kinh nghiệm của thương trường. Bạn có đồng ý với mình rằng là một người ra khởi nghiệp thì làm sao mà có kinh nghiệm của thương trường được? Bạn nay tơ lắm, bạn mới mập mè, bạn mới tham gia vào thị trường, bạn hoàn toàn không có biết, bạn không có biết rằng là đầy những cái con người họ đã kinh doanh từ lâu đời rồi và họ có kinh nghiệm thương trường rất là nhiều, và bạn tham gia vào một cái cuộc chơi mà đầy những người có kinh nghiệm thương trường đó và bạn là người không có một cái kinh nghiệm thương trường gì hết mà bạn đòi ăn to làm lớn liền. Ok chứ, bạn đòi ăn to làm lớn liền, vậy thì bạn thất bại là đúng rồi. Bạn có kinh nghiệm thương trường đâu, chưa va chạm hết mà ra là đòi đổ tiền ra làm lớn. Cái đó là cái suy nghĩ của những người mà như là những người không có kinh nghiệm thôi, hoặc là những người bảo thủ thôi, những người lạc quan tếu thôi. Bạn có đồng ý điều này không? Cái thương trường người ta đang kinh doanh hồi giờ, ví dụ như bạn muốn ra mở cái quán phở đi, bao nhiêu người họ đã mở phở trước đó rồi, họ rất là kinh nghiệm rồi, mà bạn là người hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm gì hết. Thì chúng ta phải dấn thân để chúng ta học hỏi những cái kinh nghiệm, những cái va chạm. Người ta nói là thông đạo thì thạo đời. Thạo đời là gì? Là hiểu những cái tình huống trong kinh doanh, hiểu bán hàng, hiểu marketing, hiểu nhân sự, hiểu quản lý. Các bạn phải hiểu về pháp lý, thậm chí các bạn phải hiểu cái anh công an ở khu vực đó. Bạn phải hiểu gì? Bạn phải hiểu những cái người gì? Những cái người quản lý thuế khu vực của bạn. Làm rồi chúng ta mới hiểu. Hiểu những người đi trước, hiểu những người đi sau, hiểu về khách hàng, rất là nhiều thứ. Nên chúng ta phải đi từ từ để gì? Để chúng ta kịp gì? Kịp thích nghi, kịp gì? Kịp đào tạo chính con người của mình. Đâu phải là ra chúng ta biết cái gì cũng vậy. Một cái người tài xế bạn học tốt nghiệp trong trường ra lái xe rồi, nhưng mà đâu có nghĩa là giỏi. Họ phải lái xe rất là từ tốn. Lái xe qua mỗi cung đường là phải học hỏi những cái cung đường đó. Lái xe qua mỗi cái đoạn đường là chúng ta phải học kinh nghiệm của mỗi con đường đó. Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Một người tài xế lái xe 10 năm nó sẽ khác rất người tài xế lái xe mới có 1 năm. Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Chúng ta càng dấn thân, chúng ta càng lái xe thì chúng ta càng có cái kinh nghiệm của thương trường. Nên là đó gì đó mà chúng ta phải đi từ từ từng bước một. Ok bạn Nguyễn Bình ơi, tuyệt vời em, ngày mai sẽ giao cho em. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Dấn thân đi từ từ đó để học hỏi những kinh nghiệm của thương trường, để hiểu được như thế nào là đạo và như thế nào là đời. Đạo ở đây là không phải là đạo gì đâu, đạo trong kinh doanh, đạo vữa với con người với nhau và hiểu được cái sự đời ở khu vực này nó diễn ra nó như thế nào. Chúng ta phải làm việc ý tứ như thế nào với cái anh công an khu vực này. Chúng ta phải làm việc ý tứ như thế nào với cái cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường của chúng ta. Chúng ta phải làm việc ý tứ như thế nào với cái doanh nghiệp nó đang làm trùm ở cái khu vực này. Các bạn nhớ, cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là cái trường đời. Trường đời mà bạn càng va chạm, bạn càng dấn thân thì nó như thế nào ạ? Nó mới dạy cho chúng ta biết được. Những cái điều này bạn không học được ở nhà trường, những cái điều này bạn không có học được trong cái sách vở. Mà cái điều này bạn phải dấn thân để chính cái trường đời nó dạy cho mình. Các bạn thấy hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy có phù hợp không ạ? Nếu mà các bạn học được gì qua cái một chia sẻ thứ tư vừa rồi thì các bạn comment xuống và các bạn cho mình hay đi một cái bài học mà vừa rồi bạn học được, đó là cái bài học gì. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì bạn comment xuống số 1, hoặc là các bạn
kết bạn Facebook của mình, các bạn follow trang Facebook của mình để các bạn biết thêm. Ngày nay mà bạn nào mà vào trang Facebook của mình, các bạn đọc cái gì, đọc được cái câu mà mình chia sẻ đó, đúng không? Khi mà một cái câu sút mà chúng ta sút lọt vào cầu môn, thì trước đó chúng ta đã có một cái 100 lần cú sút trật rồi. Vậy thì chúng ta như thế nào chúng ta hãy mạnh dạn làm và đừng có sợ sai. Mỗi ngày mình đi chia sẻ thì các bạn tương tác với Facebook của mình, các bạn kết nối với Facebook của mình, các bạn chọn chế độ theo dõi và xem trước, thì mình tích cái gì là các bạn thấy liền. Vậy thì vừa rồi các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống, và mình thấy các bạn comment thì mình mới sung lên, mình lửa lên thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Và các bạn hãy chia sẻ đoạn video này về nhà các bạn để các bạn học hỏi, để các bạn sâu hơn, thì tự nhiên các bạn như thế nào các bạn càng am hiểu hơn thì các bạn làm tốt hơn thôi, nó có lợi cho các bạn thôi. Và bây giờ là tới cái điều thứ năm, cái điều thứ năm, các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ điều thứ năm chưa? Cái điều thứ năm là cái điều nó như thế nào là vốn, nó liên quan tới vốn. Vốn, cái vốn là cái mà nhiều người hay nói nhăn nhãn hoài. Nhưng mà hôm nay nếu các bạn có một cái góc nhìn tuyệt vời về vốn thì các bạn sẽ thắng. Các bạn thấy đồng ý với mình rằng, các bạn có đồng ý với mình rằng là có người ra khởi nghiệp có rất là nhiều vốn, nhiều tiền, đúng không? Có người ra kinh doanh khởi nghiệp ít tiền, có một khoản tiền thôi, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu gì đó. Và có người ra khởi nghiệp trong tay không có đồng nào. Các bạn đồng ý đó đi, rằng tùy vị trí của mỗi người chứ. Có người ra khởi nghiệp thì tiền rất là nhiều, có người ra khởi nghiệp thì có được vài chục triệu, có người ra khởi nghiệp trong tay không có đồng nào. Tuy nhiên, các bạn có đồng ý ra rằng là mục tiêu của ba nhóm người đó đều là muốn khởi nghiệp thành công, các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Vậy thì chúng ta, cái cách chúng ta sử dụng đồng vốn như thế nào nó mới là quan trọng. Người có vốn nhiều chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta đạt được mục tiêu. Còn nếu bạn đang có vốn rất là nhiều nhưng mà bạn không biết cách, bạn có thấy đâu ạ? Một thời gian mà như thế nào, bạn mất hết sạch tiền, và bạn đã chứng kiến đó. Đây, những người đi ra khởi nghiệp một thời gian mất vài trăm triệu, vài tỷ là chuyện bình thường. Tối hôm qua mình mới đi ăn với một bạn, với hai bạn mà trong đó có một bạn là đã tham dự chương trình mình cách đây 2 năm, và bạn kể một cái câu chuyện rất là xương máu. Bạn kêu mới ngày đầu em về em khởi nghiệp em hấp tấp lắm, em nôn nắm lắm, em bỏ tiền ra em làm mất hết 200 triệu, trong vòng chưa đầy 1 năm trời mất hết 200 triệu, bay đứt 200 triệu luôn. Và sau đó hết tiền rồi mới bắt đầu làm từ từ, làm lại từ từ, thì bây giờ một tháng các bạn thu nhập khoảng 40 triệu rồi, thu nhập doanh thu bạn một tháng khoảng 100 mấy á, và lợi nhuận của bạn là 40 triệu. Tuyệt vời mà, các bạn thấy tuyệt vời mà. Bạn mới nói rằng là cái bài học để đời luôn, hấp tấp vội vàng, chưa có kinh nghiệm mà đòi làm lớn. Các bạn thấy chưa, cái lúc mà có 200 triệu là mất tiêu, nhưng mà lúc mất sạch tiền rồi thì lại làm thành công. Ở đây những con người nó như vậy á, có tiền chưa chắc là bạn đã có lợi thế đâu, có tiền mà phải biết cách. Có tiền mà không biết cách thì mất nhanh lắm. Bạn có đồng ý đó điều nào mà? Nếu mà bạn không biết cách, ví dụ bạn đang có trong túi 200 triệu đi, mà nói bạn không biết cách mất tiền lẻ lắm. Bạn có trong túi 200 triệu, bạn không biết cách, bạn ra bạn mướn mặt bằng, bạn mở một cái quán cà phê, nó bay đứt, nổi cái mướn mặt bằng set up cái quán cà phê, nó bay mất đứt 100 triệu, 200 triệu ngọt sớt chứ gì. Ra bán vài bữa không có khách, mất tiêu. Trong vòng vài bữa, mất tiêu. Bạn đồng ý ra điều này chưa? Nó là chúng ta, bạn đang có tiền rất là nhiều, bạn đang không đâu có tiền ít, hay là bạn đang không có tiền, cách đi là quan trọng. Cách đi là quan trọng, cái phương pháp đi là quan trọng. Cái người họ không có tiền thì nó rất là đơn giản, họ đi từ rất là nhỏ, họ bán từng cái món một, họ từ 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 họ làm lớn lên. Đây, những cách ông bà xưa ta cũng làm như vậy. Đây, những cách hồi giờ ông bà xưa ta vẫn làm nó như vậy. Người xưa các bạn thấy có những ông bà ta họ bán từng chút lên, và bây giờ lần họ thành một cái tiệm lớn, một cái công ty lớn. Cái đó là cái cách, nó là, và vốn ở đây các bạn phải hiểu, phần lớn mọi người cứ hiểu vốn là bằng tiền. Nhưng mình ở đây mình muốn nói các bạn vốn là như thế nào. Vốn ở đây là kinh nghiệm, cũng là vốn, mối quan hệ cũng được gọi là vốn. Bạn am hiểu về sản phẩm, bạn có một cái đầu mối lấy sản phẩm độc quyền rất là tuyệt vời, cái đó cũng được gọi là vốn. Nhiều người cứ tưởng vốn là tiền, không phải. Vốn là tổng hòa rất tất cả những cái yếu tố mà chúng ta đang có được. Ok bạn Tâm Phan,
Cảm ơn bạn Tân Phan rất là nhiều. À, có nhiều người họ bắt đầu từ 50 ngàn thôi, họ vẫn kinh doanh lớn được. Và lần 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 cái doanh nghiệp họ nó lớn lắm. Nghĩa là chúng ta phải hiểu được cái cách đi trong cái chiến lược mà xoay chuyển đồng vốn sau nó. Kinh nghiệm cũng biến thành tiền, mối quan hệ cũng biến thành tiền, nguồn sản phẩm tốt cũng biến thành tiền, biết cách sử dụng nguồn lực người khác cũng biết cách biến thành tiền. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Vốn là nó có rất là nhiều cách, chứ không phải như thế nào à? Không phải lúc nào cũng à, em không chia sẻ được thầy ơi. Em vào cái Facebook của mình, tại vì em đang ở trên này, nhiều lúc em không thấy nút chia sẻ. Em vào trong Facebook của mình á, em thoát ra em vào trong Facebook của mình á, và em bấm chia sẻ được liền. Bạn Diệp Thùy ơi, ok, bạn Trinh Phan, bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn bấm số 1 rồi xuống để chúng ta làm quen, chúng ta biết. Và hồi nãy giờ mình đã chia sẻ bạn đến cái bước thứ 5 rồi. À, đến cái bước thứ 5 rồi. Và bây giờ còn gì ạ? Còn 5 bước nữa. Còn 5 điều nữa. Thì trước khi mình chia sẻ 5 điều thì mình dành 1 phút cho quảng cáo các bạn ha. Để các bạn biết về mình. Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Năm nay mình 43 tuổi. À, mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là người gốc tỉnh Khánh Hòa. Mình là người nói cà lăm, nói lắp. Nên là có những lúc các bạn thấy có những lúc mình nói kéo dài kéo ngắn. Không sao. Có những bạn lên nói là cái ông này ông nói kỳ quá. Thì đúng rồi. Bạn nói mình nói nó kêu là đúng rồi, bởi vì mình là người nói lắp nói cà lăm. À, và hiện tại mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân B-Training ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thành lập nó năm 2009, nơi cái vườn ươm của mình nó là như thế nào à, là chuyên giúp cho các bạn ra khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp. Các bạn thấy cái chữ vườn ươm doanh nhân B-Training, địa chỉ này, số điện thoại này, và cái website btraining.org, các bạn thấy không ạ? Cái khóa học nổi tiếng của mình là cái khóa học đây, làm chủ doanh nghiệp này. À, tại thành phố Hồ Chí Minh, nó nằm ở trên đường Điện Biên Phủ của Bình Thạnh. À, và mình là tác giả của 3 cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, mình chia sẻ 101 bài học trong kinh doanh. À, và các bạn nào đọc cái quyển này thì các bạn thôi một đống cái kiến thức trong này luôn, một đống bí quyết, gọi là bí quyết, mình chia sẻ những câu chuyện thực để các bạn làm, như cách xây dựng hệ thống, cách tuyển nhân viên, những cái bài bán hàng. À, cái quyển sách thứ hai là cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách để khởi nghiệp từ năm xu nó như thế nào, và cái hành trình cuộc đời của mình đi lên từ cái cách khởi nghiệp của mình nó như thế nào của 20 năm trước. Và cái quyển này là quyển bị dân đồ quay, cái quyển này bằng tiếng Anh, mình bán ở nước ngoài ở trên trang Amazon. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì ngay bây giờ mà các bạn nào xem livestream này trên khắp mọi miền đất nước, bạn mua 2 cái quyển sách của mình thì giá là 210.000 là giá bây giờ. Mình sẽ gửi đến bạn, đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Sách sẽ gửi đến nhà bạn luôn, bạn không cần phải đi đâu hết. Và free ship cho các bạn. Cái free ship về nhà các bạn nó mất hết 50.000 đó, free ship. Và các bạn chỉ cần comment số điện thoại xuống thôi thì sách sẽ được gửi về nhà bạn. Tiền các bạn cũng không cần đưa trước luôn. Khi cái người ship sách đó, họ giao đến nhà bạn, bạn nhận sách xong rồi bạn mới đưa tiền cho người đó. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản, nhẹ nhàng vậy á. Và bạn nào có 2 quyển sách này thì các bạn sẽ được join vào một cái group. Một cái group ở trên Facebook. Cái group này là cái group bí mật. Chỉ những người sở hữu 2 quyển sách này mới được vào trong cái group đó. Thì trong cái group đó, mình sẽ chia sẻ những cái livestream vào, mình sẽ chia sẻ những bài viết nè vào. Những bạn hỏi mình những câu hỏi kinh doanh, mình sẽ trả lời được ở trong cái quyển đó. À, ok không ạ? 210.000. Ok không ạ? Free ship. À, ok các bạn ơi, join vào trong cái group đó. Và ngay bây giờ luôn. Và bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai, ở Bình Dương thì tối thứ năm hàng tuần bạn chạy về B-Training để các bạn học một cái lớp hoàn toàn miễn phí. Mình chia sẻ bạn cái cách làm sao để chúng ta ra khởi nghiệp và chúng ta ra làm kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã nghe cái phần quảng cáo của mình. Và bạn nào mua thì ngay bây giờ các bạn comment số điện thoại xuống đi. Và sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ tiếp tục nha. Cái thứ sáu là lợi nhuận. Ra khởi nghiệp nhưng mà phải quan tâm đến lợi nhuận. Ok chưa? Ra khởi nghiệp mà phải quan tâm đến lợi nhuận. Có nhiều người ra khởi nghiệp họ không quan tâm đến lợi nhuận, và cái đây là cái làm cho họ chết. Họ chết tức khắc liền. Kinh doanh mà không có lợi nhuận thì kinh doanh làm cái gì? Họ bán giảm giá này. Chào bạn Tuấn Vũ, rất là tuyệt vời. Chào bạn Thanh Hải Cao, rất là tuyệt vời. Chào Thu Bồn, ok chưa? Đúng rồi,
Thằng Thu Bồn cho cái số điện thoại đi. Đó. Bạn nhân doanh lợi nhuận. À, những người mà họ mới ra làm khởi nghiệp đó, họ không có quan tâm tới cái lợi nhuận. Và nó làm cho họ chết. Thứ nhất nè, là họ bán giảm giá nhiều quá. À, thứ nhất là họ bán giảm giá nhiều quá, nó làm cho họ chết. Cái thứ hai là họ bị gì? Họ bị người khác chiếm dụng vốn nhiều quá và họ mất hết lợi nhuận luôn. Họ tưởng có lợi nhuận nhưng mà chừng cuối cùng á họ mất hết lợi nhuận. À, ví dụ như là đơn hàng đầu tiên người ta trả dứt khoát cho bạn, mà đơn hàng thứ hai người ta nợ một chút xíu, đơn hàng thứ ba người ta nợ thêm một chút xíu, đơn hàng thứ tư người ta nợ nhiều lên nữa. Và nhiều lúc các bạn biết không, cái tiền người ta nợ lên gấp mấy lần cái tiền hàng của mình, và các bạn bị chôn vốn luôn. Mới ra khởi nghiệp vốn bạn đâu có nhiều đâu. À, vốn bạn đâu có nhiều đâu, nó làm cho bạn chôn vốn là bạn chết tức khắc luôn. À, và thậm chí lúc đầu bán tính toán tưởng có lợi nhuận, nên là cái này là một cái nghệ thuật, một cái sự uyển chuyển, một cái kỹ năng truyền đời mà chúng ta phải biết cách. Hoặc là bạn phải áp lực trước cái việc là kinh doanh hàng có tốt hay không tốt, hoặc là bạn bán giảm giá quá không có lợi nhuận, thì nó dẫn đến cái gì ạ? Nó dẫn đến là bạn rất là áp lực, nên bạn phải giảm chất lượng sản phẩm đi. Mà giảm chất lượng sản phẩm đi thì một thời gian nó dẫn đến cái gì ạ? Nó dẫn đến là bạn lại không có khách hàng. Các bạn làm mất ơi thích. Nên là cái chỗ lợi nhuận này nó đòi hỏi một cái bản lĩnh của người làm kinh doanh, nó hỏi một cái kinh nghiệm rất là sâu sắc. Hai quyển sách là 210.000 bạn Cường Thịnh ơi, 210.000 phi ship cho các bạn đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn. 200.000 và bạn sẽ được join vào một cái group nữa. Cái group đó mình sẽ trả lời những câu hỏi về các bạn, về kinh doanh bạn Cường Thịnh nhé. Bạn chỉ cần cho số điện thoại thôi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là mình muốn nói với các bạn là cái chỗ áp lực về vốn á, cái áp lực về lợi nhuận chứ, nó là một cái nghệ thuật và một cái thể hiện một cái bản lĩnh, một cái bản lĩnh của người làm kinh doanh rất là sâu sắc. Một người kinh doanh mà thiếu bản lĩnh là sẽ mất phương hướng ở ngay chỗ này, chọn bán sản phẩm kém chất lượng, hoặc là không biết cách kinh doanh, bị người ta người ta chôn vốn của mình nhiều quá, hoặc là không biết cách tính toán lợi nhuận không có mà tưởng rằng mình có lợi nhuận kinh doanh một thời gian là tiêu. Chứ các bạn tới đây không biết cách cũng là tiêu. Đó là nó thể hiện một cái bản lĩnh, cái sự học hỏi, cái sự đầu tư, cái sự suy nghĩ. Và một cái điều tuyệt vời là các bạn, trong cái quyển sách mình có nói, các bạn mua sách thì các bạn sẽ đọc. Trong hai quyển sách mình có nói cái vấn đề này. Các bạn mua sách mình, các bạn đọc, các bạn sẽ vỡ ra. Và các bạn cứ dịp gặp trực tiếp mình, hoặc các bạn dịp đến lớp mình, thì mình phân tích rất là rõ ràng ở ngay chỗ này đó. Mình chứng minh bằng con số luôn là các bạn sẽ thấy là các bạn vỡ ra liền. Cái này là một cái bản lĩnh của người làm kinh doanh. Một người làm kinh doanh mà có bản lĩnh là một người làm kinh doanh rất là tuyệt vời. Họ phải vượt qua được này, họ phải đảm bảo vốn. Các bạn nhớ, lợi nhuận chính là gì? Là cái mạch huyết, là cái mạch máu sống của doanh nghiệp. Nó giảm lợi nhuận, họ không có lợi nhuận thì làm sao mà sống được? Cái kết cục là nhìn thấy rồi. Nên mình luôn nói các bạn là có rất nhiều người họ ra kinh doanh, họ vô cùng tâm huyết các bạn, tâm huyết, rất là tâm huyết. Nhưng mà chừng cuối cùng là cái chuyện gì cái xảy ra các bạn không? Họ rất là tâm huyết. Nhưng mà các bạn biết cái cuối cùng cái gì không? Mình cái từ tâm huyết thứ ha, để các bạn thấy cái từ tâm huyết nó như thế nào. Họ rất là tâm huyết. Tâm, các bạn thấy chưa? Mình lấy trên này là tâm. Họ rất là tâm huyết. Tâm huyết. Ồ, cái màn hình nó không đủ chỗ ghi á. Tâm huyết. Huyết. Ok, rất là tuyệt vời. Huyết. Huyết. Ê tuyệt huyết. Huyết. Ok, dạ, rất là tâm huyết. Họ rất là tâm huyết. Các bạn chưa? Các bạn thấy cái chữ tâm huyết chưa? Thấy chữ tâm huyết rồi, giờ mình xóa đi. Họ rất là tâm huyết. Và kinh doanh kiểu gì á mà họ kinh doanh một thời gian thì họ chỉ còn gì? Tâm thì còn. Ok chưa? Tâm thì còn. Nhưng mà cái gì? Tâm thì còn. Nhưng mà cái gì các bạn không? Huyết thì lại hết đi. Đừng cứ kinh doanh theo cái kiểu đó. Kinh doanh theo kiểu mà tâm thì còn mà huyết thì hết. Các bạn thông cảm, mình lấy cái tay mình ghi. Nên nhiều lúc các bạn không có thấy được đúng không? Mình lấy cái tay mình ghi trên cái màn hình đó. Ok, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Đừng cứ kinh doanh theo kiểu tâm thì còn mà huyết thì hết. Kinh doanh cái kiểu đó là chết đi. Không thể kinh doanh được. Các bạn nhớ, đó là cái từ khóa mà nói. Kinh doanh
là làm sao tâm huyết nó phải còn và nó song song với nhau. Các bạn nào nghĩ ra điều này à? Nó là kinh doanh phải đảm bảo được yếu tố lợi nhuận. Các bạn mà không đảm bảo được yếu tố lợi nhuận thì các bạn kinh doanh làm cái gì? Các bạn kinh doanh một thời gian rồi các bạn cũng thất bại thôi. Cuối cùng kinh doanh là chúng ta phải đảm bảo được cái yếu tố lợi nhuận. Phải biết cách, phải biết cách. Đó là một nghệ thuật các bạn. Nó là mà nói các bạn đi từ từ để các bạn thông đạo và thạo đời ở ngay chỗ đó. Không thông đạo thạo đời thì làm sao kinh doanh được? Nó là cứ đi từ bước từ từ. Con đường kinh doanh nó hay lắm, nó vô cùng hay, nhưng mà phải biết cách. Không biết cách là chúng ta một thời gian tâm còn huyết hết rồi. Đó là vừa rồi mình nói cái thứ sáu. Cái thứ bảy các bạn ghi vô. Cái thứ bảy mình sẽ ghi cho các bạn thấy. Cái thứ bảy, cái thứ bảy chúng ta cần phải làm đó là gì? Cái thứ bảy mình sẽ ghi lên trên màn hình để cho các bạn. Cái thứ bảy là gì? Chúng ta sẽ nói gì vậy? Chúng ta sẽ nói về gì? Mình lấy cái viết mình ghi. Chúng ta sẽ nói gì vậy? Chúng ta sẽ nói về công nợ. Ok chưa? Cái thứ bảy là gì? Công nợ. Ok chưa không các bạn? Công nợ. Ok chưa? Cái thứ bảy là về công nợ. Ok chưa? Mình ghi trên màn hình các bạn có thấy mà. Thấy đúng không? Cái thứ bảy là về công nợ. Vậy thì ra kinh doanh là chắc chắn trong quá trình kinh doanh bạn phải có công nợ rồi. Không nói không đàng hết. Bạn bán cho khách hàng lẻ cá nhân thì bạn không bị công nợ thôi. Chứ bạn bán cho khách hàng công ty, bạn bán cho đại lý thì chắc chắn bạn sẽ có công nợ. Làm sao mà không có công nợ được? Các bạn đồng ý ra điều này mà. Và để cái công nợ có thành công hay không, đây là một cái nghệ thuật. Còn các bạn không biết cách thì sao ? Công nợ của mình nó càng ngày nó càng nhiều ra. Công nợ của mình nó càng ngày nó càng nhiều ra. Và công nợ mà càng ngày nó càng nhiều ra thì bạn chỉ chết thôi. Mới hồi chiều mình đã trao đổi với một cái cặp vợ chồng đang kinh doanh bên gạo. Và bạn cũng hỏi mình rất là kỹ về cái chỗ công nợ và công nợ xấu và cái nghệ thuật làm sao mà chúng ta được đảm bảo được công nợ, hạn chế cái công nợ xấu đi, và làm sao nó như thế nào chúng ta thu hồi được cái công nợ sớm. Chúng ta đúng rồi, bạn nói là khô máu gì đó, ok đúng rồi, tuyệt vời. Nó là chúng ta phải hiểu được cái nghệ thuật công nợ này. Các bạn mà không giỏi về cái nghệ thuật công nợ, không giỏi cái thu hồi nợ, là các bạn mà chỉ mà ra ngoài là các bạn đo ván liền. Các bạn có đồng ý ra rằng là một người ra khởi nghiệp hồi nãy mình đã nói ra là chúng ta rất là non, chúng ta còn đang rất là non. Và người ta đã kinh doanh lâu đời rồi, và người ta rất là thiện xạ, và người ta giữ công nợ của bạn là các bạn sẽ tiêu tan liền. Các bạn anh hiểu chưa? Nên là chúng ta cần phải rất là giỏi về công nợ. Và cái thứ 8 mình nói nhanh, thì bây giờ là mình sẽ nói nhanh để các bạn thấy được. Cái thứ 8 là cái gì? Cái thứ 8 là gì? Cái thứ 8 đó chính là chúng ta phải nhân sự. Chúng ta phải biết cách về nhân sự. Ok chưa? Về nhân sự. Chúng ta phải giỏi về nhân sự. Chúng ta phải biết cách. Nhân sự là con người á. Một mình các bạn thấy ra khởi nghiệp rất là nhiều việc đúng không? Nào là nhà cung ứng, nào là làm ra sản phẩm, nào là giao hàng, nào là báo cáo thuế kế toán, nào là thu hồi công nợ, .. Trời ơi, nó rõ quá nhiều việc. Bạn làm sao bạn làm hết được? Bạn không thể làm hết được. Và bạn cũng không thể giỏi mọi thứ được. Chỉ cần làm một thời gian thôi thì chúng ta phải tuyển nhân sự vào. Chúng ta phải tuyển con người vào. Thì các bạn phải có kỹ năng làm việc với con người, kỹ năng làm việc với đội nhóm. Các bạn chưa? Nếu mà chúng ta tuyển con người vào, chúng ta tuyển nhân sự vào, mà chúng ta như thế nào chúng ta không giỏi cách. Và các bạn nhớ, một cái công ty khởi nghiệp chúng ta rất khó tuyển người giỏi, bởi vì công ty của chúng ta nó nhỏ quá, nó bé quá, mà phần lớn chúng ta không có, chúng ta lại cũng không có lương cao để mà chúng ta đi thu hút và tuyển người giỏi. Các bạn có nhận ra điều này? Chúng ta hoàn toàn không có là cái khả năng để mà trả một cái mức lương nó rất là cao. Nên là như thế nào cảm ơn bạn Vững rất là nhiều. Chúng ta hoàn toàn không có đi. Ok chưa? Hoàn toàn không có kinh nghiệm đâu. Để mà tuyển một người giỏi, thậm chí bạn tuyển một người giỏi bạn cũng chưa có cái kinh nghiệm làm việc với họ đâu. Nên là phần lớn nhân sự của công ty khởi nghiệp bạn mới tuyển được thì phần lớn là những người họ rất là yếu kém, họ rất là dở, họ rất là vậy thì chúng ta phải có gì nhưng mà một mình ta thì chúng ta không thể làm được, bạn không thể làm hết được, phải có con người thì mới giúp cho chúng ta làm được.
Vậy thì chúng ta phải có kỹ năng gì? Kỹ năng đào tạo để làm sao một người dở vào trong tay ta thì chúng ta cũng gì? Cũng làm cho họ làm việc tốt được. Cái doanh nghiệp khởi nghiệp nó khó đôi bề. Một cái doanh nghiệp lớn họ tuyển nhân sự dở lắm, họ tuyển mấy đứa dở vô. Mà các bạn biết mấy đứa giỏi rồi, cái khả năng nó bắt nhịp cái công việc nó nhạy bén tốt lắm. Còn các bạn có biết rồi đó, các bạn tuyển một cái đứa giỏi vô mà doanh nghiệp khởi nghiệp, các bạn có đồng ý là chúng ta rất khó để tuyển đứa giỏi, các bạn đồng ý ra điều này à? Và các bạn tuyển một đứa giỏi vô thì các bạn biết nó cái khả năng bắt nhịp với công việc của nó chậm lắm. Các bạn phải chỉ cái đứa kia, nhiều lúc bạn nói có một lần nó hiểu, cái đứa này nó nói một lần nó chưa hiểu, nó còn làm sai, 10 lần nó chưa làm sai. Và các bạn biết nó làm sai thì bạn phải trả giá nó như thế nào, bạn trả giá rất là nhiều thứ. Vậy thì các bạn cần phải có cái kỹ năng đó và bạn phải rất là kiên nhẫn. Làm việc với nhân sự yếu và dở, chúng ta phải kiên nhẫn cứ luôn. Chúng ta cần phải có cái kỹ năng đó. Nếu mà không có khả năng làm việc với nhân sự, làm việc với con người thì làm sao mà làm kinh doanh? Bạn có khách hàng nhiều cũng làm sao mà bạn đáp ứng? Một mình bạn không thể làm nhiều việc được. Đồng ý là bạn rất là giỏi, nhưng mà bạn không thể làm nhiều việc được. Cái đó là điều chắc chắn. Nó là ra khởi nghiệp chúng ta cần phải gì? Cần phải có cái khả năng làm việc với con người, phải có khả năng đào tạo và huấn luyện những con người tuyệt vời đó. Hồi nãy giờ mình chia sẻ liên tục, không biết các bạn có cảm nhận ra được cái bài học gì thì các bạn comment xuống cho mình nghe. Ok các bạn ơi, các bạn comment xuống các bạn học được cái bài học gì. Và thứ chín, thôi buổi bây giờ thứ chín là chúng ta phải giỏi về công nghệ. Nếu mà thời buổi vừa ra khởi nghiệp mà không hiểu gì về công nghệ, không có gì về công nghệ, không am hiểu về công nghệ, bạn nào lần đầu tiên mà xem livestream của mình, lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 nha các bạn, để chúng ta tương tác, chúng ta biết với nhau. Không am hiểu về công nghệ, ngày hôm nay các bạn thấy mọi thứ đều là công nghệ, chứ nó là công nghệ 4.0 rồi. Các bạn thấy ngày nay này đang có cái hội nghị rất lớn ở Việt Nam chúng ta, cả ngàn đại biểu, các bạn thấy không ạ? Ở ngoài Hà Nội đúng không? Nó cũng đang nói về công nghệ 4.0, nói về Big Data, nói về gì? AI, trí tuệ thông minh nhân tạo, nói về gì? Cloud, điện toán đám mây, nói về cái gì? Internet of Things, rồi mạng xã hội, rồi các cái nền tảng trên Internet. Ngày hôm nay mà chúng ta không nắm về công nghệ thì làm sao mà chúng ta làm kinh doanh được? Một người khởi nghiệp ở đây phải cực kỳ giỏi về công nghệ, phải am hiểu về công nghệ. Cảm ơn bạn Vương, đọc cái câu của bạn mình cảm giác mình vui hơn, mình cảm giác mình có động lực hơn bạn Vương. Đôi khi những cái lời cảm ơn nó rất là nhẹ nhàng, nó như vậy thôi. Nó sẽ làm cho người chia sẻ sẽ máu huyết hơn nữa, sẽ nhiệt huyết hơn nữa. Cảm ơn bạn Vương rất là nhiều. Đôi khi mình chia sẻ vậy nhưng mà các bạn nghe một lời cảm ơn các bạn cũng không có, nên là nó làm cho mình cũng các bạn đó mà các bạn làm gì cho khách hàng mà ai đó chỉ cần cảm ơn thôi, không làm gì, thì tự nhiên cái người đó họ rất là vui và họ chia sẻ nhiệt huyết hơn nữa. Cái sức mạnh của lời cảm ơn, mình muốn nói với các bạn vậy. Vậy thì nó như thế nào? Không hiểu gì về công nghệ, không am hiểu về công nghệ thì làm sao mà chúng ta làm kinh doanh lớn được? Ngày hôm nay các bạn thấy giờ kinh doanh là phải biết đưa lên online, đưa lên mạng xã hội, quản lý nhân sự bằng phần mềm để cái thông tin nó được liên lạc với nhau. Trước đây 20 năm thì khác. Cái thời ông Bầu Đức nè, cái thời ông Vũ của Trung Nguyên nè, cái thời ông Thắng gạch đồng Tân Mang .. những cái người vị hiện giờ đang rất là nổi tiếng đó. Cái thời đó không cần am hiểu công nghệ cũng ra kinh doanh được. Còn bây giờ chúng ta phải am hiểu công nghệ. Phải biết về công nghệ, phải biết ứng dụng công nghệ vào việc kinh doanh thì chúng ta mới làm kinh doanh được. Nó là các bạn phải tự hỏi cho mình, các bạn đã nắm về công nghệ chưa và ứng dụng công nghệ làm kinh doanh chưa? Nếu không biết thì bạn đã quá lạc hậu rồi, bạn đã tụt hậu rồi. Và tại sao như vậy? Nếu các bạn ở tỉnh còn được, các bạn đang ở Sài Gòn mà bạn lạc hậu như vậy thì có khác nào chúng ta đang sống tự tách biệt cho mình với cái thế giới này không ạ? Và bạn Nguyễn Khánh, cảm ơn bạn Nguyễn Khánh rất là nhiều. Và tiếp theo số 10 là chúng ta phải biết hệ thống hóa doanh nghiệp của mình. Làm được rồi thì phải biết hệ thống hóa, chứ phải làm được rồi mình cứ mình ôm mình làm hoài. Làm được rồi thì phải hệ thống hóa lại cho nhiều người. Nó như thế nào? Nhiều người nhân viên chúng ta bàn giao lại để làm, chứ không phải là
làm được rồi thì suốt ngày mình cứ ôm đó. Bạn không hệ thống hóa lại được thì bạn không quản lý sát sao chặt chẽ được. Bạn không hệ thống hóa được thì doanh nghiệp bạn nó không có cái bí quyết gì to lớn được cả. Bạn không hệ thống hóa được thì bạn không thể nhân ra nhiều được. Và nếu mà bạn không hệ thống hóa được thì đơn giản bạn chưa phải là chủ doanh nghiệp. Bạn đang tạo cho mình một cái công việc thôi. Bạn đã tạo cho mình một cái công việc thôi chứ bạn không phải là chủ doanh nghiệp. Bạn đang tạo cho mình một cái bộ máy và bộ máy nó nhốt bạn ở trong đó thôi. Thì bạn không hệ thống hóa được thì bạn đâu có thoát ra được. Bạn không thoát ra được thì bạn đang bị nó nhốt lại, nó kiểm soát lại. Mọi công việc quyết định lớn nhỏ gì cũng bạn. Đi ra ngoài là điện thoại, cứ ôm cái điện thoại hoài. Thì thực sự bạn đang tạo ra một cái bộ máy và bộ máy đó nó kiểm soát bạn. Rõ ràng là bạn không phải là chủ doanh nghiệp. Nhiều người cứ đi ra ngoài giới thiệu tôi là chủ doanh nghiệp chứ thực sự là bạn đang tạo cho mình một cái công việc thôi. Như vậy không được gọi là chủ doanh nghiệp. Chừng nào bạn thoát ra bạn đi đã, các bạn nói vừa rồi các bạn nói mà. Mình đi Brunei các bạn mấy ngày đó, rồi mình về là buổi chiều đó là mình đứng lớp liền, chủ nhật đó là mình có lớp liền. Tức là mình thoát ra. Mình thoát ra. Và mọi thứ nó vẫn có hoạt động. Và bạn không có can dự vào nhiều, bạn chỉ ra chiến lược cho họ làm việc thôi. Như vậy thì mới là có cơ sở để bạn làm lĩnh vực 2, lĩnh vực 3, lĩnh vực 4. Hoặc là bạn nhân nó lên. Vậy là vừa rồi mình nói rất là nhanh. Mình nói rất là nhanh 10 cái điều đặc biệt mà để một người khởi nghiệp muốn thành công thì bạn cần có những cái kiến thức rất là tuyệt vời đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã theo dõi cái live stream của mình liên tục. Và các bạn nhớ chia sẻ live stream này về. Và các bạn như thế nào? Các bạn cần phải gì ạ? Các bạn cần phải nghe lại một lần nữa. Và các bạn nốt ra cái gì mình đang yếu, cái gì mình đang thiếu. Thì mình lên kế hoạch để mình học thêm, đọc sách, đến các lớp học, làm gì làm ra những cái điểm nốt, những cái học. Và đi tìm những cái người mà họ đã biết, họ đã làm được, học hỏi họ thêm nữa. Kinh doanh là một cái hành trình, một cái hành trình rất là dài. Chúng ta phải tích lũy mỗi ngày một chút xíu. Và ngay bây giờ mà bạn nào mua hai cái quyển sách của mình hồi nãy như mình giới thiệu đó, thì các bạn sẽ học được những cái điều mình nói ở trong đó. Trong đó mình viết chi tiết, mình ví dụ rất là dễ dàng. Livestream này mình nói nhanh thôi. Hãy comment số điện thoại xuống thì hai quyển sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, ở đâu cũng giao tới hết á. Và bạn nào ở Sài Gòn, ở các tỉnh lân cận chạy về thành phố Hồ Chí Minh được thì các bạn tham gia lớp học vào tối thứ năm của tuần này, tuần sau hoặc tuần sau nữa, tối thứ năm nào cũng có. Về cái lớp kinh doanh và làm chủ để các bạn như thế nào các bạn vỡ ra, các bạn hiểu hơn, cũng có dịp như là các bạn tương tác với mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã theo dõi chương trình live stream này. Tối mai thì mình bận đứng lớp rồi. Mình không thể live stream được. Tối thứ năm mình cũng bận rồi, tối thứ sáu mình cũng bận rồi, thứ bảy chủ nhật mình cũng bận đứng lớp luôn rồi. Tóm lại từ đây cho tới thứ hai là mình bận, thì tối thứ hai tuần sau mình mới live stream lại tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon. Và tin rằng các bạn thành công trên con đường làm kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.